Chào mừng anh chị, chào mừng các em đến với cái phần bài tập về nhà. Ở trong cái phần bài tập về nhà, phải tăng cái âm lượng lên nào. Ok nhá. Rồi, ở trong cái phần bài tập về nhà thì thầy sẽ chữa cho chúng ta cái phần ngày hôm nay là lý thuyết số từ câu 15 đến câu 25. Câu 15, ok đây ạ. Nào câu 15 này. Có bao nhiêu số, câu 15 nhé, để có bao nhiêu số có 3 chữ số có thể chia hết cho 6 hoặc 8. Các con để ý rằng là đây là hoặc nhé, 6 hoặc là 8. Vậy thì nhớ cho thầy cái công thức là gì? Nó là để mà tìm số các số có n chữ số, đúng không? Đây, số các số có n chữ số thì mà chia hết cho a hoặc b. Vậy thì đầu tiên mình phải tìm cho thầy là số các số có n chữ số này mà chia hết cho a, và tìm n chữ số chia hết cho b. Đấy. Và tìm số số n có n chữ số chia hết cho cả a và b, và từ đó em sẽ lấy được là đây, thầy ví dụ như đây là tìm được là a, đúng không, là a thì đây là b. Cái này kết quả là c. Thì bây giờ à, đây đây nó bị nhầm như này, đây là a, đây số số chia cho a nhá, là a đây, rồi cái này là b, còn cái này là c. Thì suy ra kết quả chúng ta tìm được đó là a cộng với b và trừ cho c. Đấy, được kết quả mà chúng ta cần tìm, được chưa? Được chưa? Vậy thì nhớ công thức này. Vậy bây giờ các con sẽ tìm cho thầy là số số có 3 số mà chia cho 6. Nào, thầy làm vắn tắt nhé. Số số chia cho 6 thì chúng ta sẽ có được là bao nhiêu? Số số 3 số chia cho 6, số lớn nhất nó là 996, đúng không? Trừ cho 102. Đúng rồi. Đóng ngoặc chia cho 6 cộng với 1 thì bằng là 150. Bây giờ tìm số các số chia cho 8 thì chúng ta có được là số lớn nhất cho 8 là 992 trừ cho số nhỏ nhất là 104 nhỉ. Ok. Chia cho 8 cộng với 1 thì bằng là 112. Rồi, số có số chia cho cả 6 và 8 thì nó sẽ là bao nhiêu? Hãy nhớ rằng một số mà chia cho 6 và 8 thì số đó phải chia cho 24, đúng không? Mà số lớn nhất có 3 số chia cho 24 thì nó chính là 984, và trừ cho số nhỏ nhất 3 số chia cho 24 là 120. Đấy, nó còn chia cho 24 và cộng với 1 thì bằng là 37 số. Được chưa? Thì từ đây mình suy ra được số số cần tìm sẽ là 150 em cộng với 112 và em trừ đi 37 thì được kết quả là 225. Đấy. Thế thì nhìn vào đây ấy, chúng ta sẽ thấy được là a ở đây sẽ là gì? Đây chính là a này, đúng không? Đây là a này. Đây. Đấy. Còn đây là b này. Đây là a này. B này. Đấy. Tức là số số chia cho a, tức là số số chia cho 6. Được chưa? N đây là 3 số, vậy đây tìm như thế này, được chưa? N mà chia cho b để chia cho nha. Chia cho b thì b được kết quả này, b chính là b này.
là 112. Rồi n chia cho cả a và b, tức là chia cho cả 6 và 8. Được chưa? Thì mình lấy số lớn nhất trừ số bé nhất chia cho cái khoảng cách cộng 1, 37. Rồi kết quả của chúng ta được là 225. Rồi ok. Em có thể là dừng video, sau đó em xem lại cái đoạn này và em ghi ghi lại vào vở bằng phiếu nhé. Rồi đấy là câu số 15. Thầy chuyển sang câu số 16 nha. Rồi thầy xóa nha. Rồi câu 16 này. Nào câu số 16 này. Nếu một số có 10 chữ số là 2017A1221B mà chia hết cho 72, tìm giá trị của A cộng B. Thế một số chia 72 thì số đó phải chia cho 8 và nhé, đây phải và 8 và 9. Được chưa? Đấy. Vậy một số mà chia hết cho 8, một số chia 8 thì đó là dấu hiệu cho nó là gì? Dấu hiệu chia cho 8. Đây. Dấu hiệu chia cho 8 đó là gì? Đó là ba chữ số tận cùng chia cho 8. Được chưa? Ba chữ số tận cùng chia cho 8 nha. Được chưa? Còn dấu hiệu chia cho 9 thì con biết rồi đúng không? Rồi. Nào bây giờ từ đây suy ra luôn nào. 3 chữ số tận cùng chia cho 8 tức là 221. À tức là 21B. 221B chia hết cho 8 thì từ đây mình suy ra được là B của ấy. Chúng ta có 216 ấy sẽ chia cho 8 rồi suy ra B bằng 8 không? À, bằng 6 không? Được chưa? Rồi. Bây giờ B bằng 6 nhá. Bây giờ nhìn chúng ta vận dụng tiếp đó là tìm dấu hiệu chia cho 9. Được chưa? Thì thấy rằng là tổng các cái chữ số này đây đó là 2017 A 122 116 đúng không, mà chia hết cho 9, thế tổng các chữ số phải chia cho 9 đúng không, thì mình có được là 22 không? 22 cộng với A chia hết cho 9. Thế thì từ đây mình suy ra được là vậy A bằng 5 đúng không? Bởi vì 5 của 22 bằng 27 đúng không? 27 chia cho 9. Rồi. Đây là hết nha. Rồi. Khi đó mình có A bằng 5, vậy thì mình suy ra được cái kết quả mình cần tìm đó là A cộng với B. Thì A bằng 5. 5 cộng với B là bằng 6. Thì suy ra là bằng 11. Được chưa? Vậy đáp số là 11. Nhá. Rồi con có thể là dừng video ở đây, xong rồi con làm vào trong phiếu một vở cho thầy nhé. Rồi, ok. Chúng ta đến câu số 17 nè. Dừng video đi nếu con mà chưa xong nhé. Rồi câu 17 này, để xóa nha. Câu 17. Nào câu 17. Rồi để ý cho thầy câu 17 này. Để ý rằng A ở đây nó là hai nhóm đúng không? Một nhóm này là 2017, 2017, 2017 nhân lại với nhau. Còn đây là 21, 221, 121. Vậy thì đương nhiên cái nhóm này là có chữ số tận của 1 đúng không? Bởi vì tích tất cả các số tận của 1 thì có được chữ số tận cùng bằng 1. Được chưa? Bây giờ vấn đề là ở trong nhóm này. Ở nhóm này thì có 217 rồi. Thừa số 7. Thế mình không cần phải tìm số sàng nữa đúng không? Mình tìm thấy quy luật nào. Quy luật này. Quy luật là gì? 7 viết lại đúng không? 7 này. 7 nhân 7 là 49 này, 9 này. 9 nhân 7 63 này. Là 3 này.
3 nhân 7 21 này, 1 này. Đấy. 1 nhân 7 bằng 7. 7 nhân 7 49, 9 7 63, 3 7 21. Nó cứ lặp đi lặp lại. Vậy cái này chính là quy luật 7 9 3 1. Được chưa? Thế bây giờ mình thấy rằng là có tất cả là bao nhiêu? Có tất cả là 2017. Vậy mình lấy 2017 mình chia cho 4. 4 này ấy, chính là một nhóm có 4 4 số 7 9 3 1. Được chưa? Để mình tìm số dư đúng không? Thế tìm bao nhiêu nhóm? Lấy 2017 chia cho 4 là được là 504 nhỉ. 504 nhóm và dư 46, dư 1. Đấy. Khi dư 1 thì mình sẽ suy ra được là cái chữ số tận cùng của cái nhóm này, của cái nhóm 2017 thừa số 2017 nha, thì nó chính là số đầu tiên của cái này, nó chính là 7, thấy chưa, nó chính là 7. Đấy, thế từ đây chúng ta có được là gì? Từ đây chúng ta có được là cái nhóm đầu tiên là tận bằng 7 và nhân với cái nhóm thứ hai tận bằng 1 thì sẽ suy ra được cái chữ số tận cùng là 7. Được chưa? 7 nhân 1 bằng 7. Vậy chữ số tận cùng của A sẽ là 7. Ok chưa? Đấy, nó rất là hay nhá, tính cẩn thận cho thầy. Rồi, đấy là câu 17. Rồi thầy chuyển sang câu 18 nha. Nào, câu 18 nè. Câu 18, đâu rồi? Câu này thì rất là easy đúng không? Rồi. Câu này đây là phép toán định nghĩa. Đúng không? Có nghĩa là bây giờ mình phải tính cho thầy thay vào đây. Tính 13 tròn 14 trước. Chỗ nào có A mình thay bằng 13. Đấy. Được chưa? Cứ chỗ nào có A thay bằng 13, chỗ nào có B thay bằng 14. Có nghĩa là mình phải tìm với thầy là 13 A cộng 14. Được chưa? Thầy nhắc lại, chỗ nào có A thay bằng 13, chỗ nào có B thay bằng 14. Và con sẽ tìm cho thầy là 13 tròn 14 bằng bao nhiêu. Rồi, 13 tròn 4 bằng 1 đúng không? Rồi, ok. Tính được 13 tròn 14 bằng 1 thì lúc này mình sẽ tính tiếp cho thầy là 1 A cộng đúng không? A cộng 10 tròn. 1 A cộng 15 sẽ được kết quả cần tìm. Tức là mình thay chỗ nào có A thì bằng là 1, chỗ nào có B mình thay bằng 15. Thì mình sẽ tìm được kết quả là 196. Ok chưa? Rồi. Đấy là câu số 18. Con trình bày chi tiết rồi nha. Nào, câu 19 nè. Thầy xóa nhạc sơn câu 19 này. Nào, câu 19 này. Câu 19 thì quá là easy rồi đúng không? Quen thuộc rồi. Tổng của hai số A và B là 96. Tức là mình có được là A cộng B. Nào. A cộng với B thì bằng 96. Tìm maximum, tức là giá trị lớn nhất của tích ở A và B. Đấy. Thế thì bây giờ ấy chúng ta có được là A cộng B bằng 96. Thế thì suy ra thấy rằng là nếu khi A bằng 1 thì lấy 1 cộng với 95 đúng không? Rồi, sẽ bằng là 2 cộng với 94 bằng 3 cộng 93. Đấy. Chấm 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 bằng bao nhiêu? Cho đến là 96, 96 sẽ bằng 48 cộng 48 đúng không? Đúng chưa? Đấy. Vậy thì chúng ta nhận thấy một điều rằng là thế này. Lưu ý này. Đó là hiệu A và B càng nhỏ
thì sao? Thì tích hiệu càng nhỏ nha thì tích càng lớn. Đấy, hiệu đây là gì? Hiệu đây ví dụ là hiệu nhỏ đến 48 trừ 48 bằng 0, thể tích của cái này lớn. Còn đây, hiệu càng lớn thì tích càng nhỏ. Vậy bây giờ muốn tìm maximum giá trị lớn nhất của A và B. Vậy từ đây mình sẽ suy ra được là cái giá trị lớn nhất sẽ là 48 nhân với 48. 48 nhân 48 thì bằng là 2304. Được chưa? Rồi. Đấy là câu số 19 nhé. Rồi ok, con có thể là dừng video lại để con làm vào trong phiếu nhé. Ok chưa? Finish. Rồi nào, câu số 19. Xong nhá. Chúng ta cùng đến với câu số 20 này. Câu số 20 thì giống như câu lúc nãy rồi, đúng không? Là chia hết cho 6 hoặc 8 đúng không? Bây giờ là số 3, số mà chia hết cho 3 hoặc là 5. Đấy. Vậy tìm cho thầy số các số 3 chữ số mà chia cho 3. Nào. Số số 3 số chia cho 3 gọi là 999 trừ đi 102 không? Rồi chia cho 3 cộng với 1 thì bằng là 300. 300 nha. Rồi. Tiếp. Tìm số các số có 3 chữ số mà chia cho 5. Thì chúng ta có được là 995 đúng không? Trừ cho 100. Đóng ngoặc lại chia cho 5 cộng với 1 bằng là 180 đúng không? Những cái số này thì quen thuộc rồi nên phải nhớ luôn nhỉ. 180. Ok. Tiếp. Bây giờ tìm cho thầy là số các số chia hết cho cả 3 và 5. Hãy nhớ rằng một số mà chia hết cho cả 3 và 5 thì số đó phải chia cho 15. Chia cho 15 nhé. Số mà chia cho 15 thì mình có số lớn nhất có 3 số trên 15 sẽ là 990 đúng không? Trừ đi số nhỏ nhất có 3 số trên 15 là 105. Đấy, chia cho 15 cộng với 1 thì bằng là 60 số. Ok chưa? Rồi. Từ đây mình sẽ suy ra được là số các số cần tìm. Sẽ là lấy 300 cộng với 180 là 480. 480 trừ cho 60 thì bằng là 420. Ok, 420 là kết quả của câu 20. Hay, rất hay. Rồi, nhớ con làm vào nhớ. Rồi, con phải dừng video để con làm vào cho cẩn thận, được chưa? Rồi, ok. Kiểm tra bị nhầm nào. Ok rồi, được chưa? Đấy là câu 20. Rồi thầy chuẩn bị sang chuyển sang câu 21 này. Thầy xóa nhá. Câu 21. Nào câu 21 này. Một số 5 chữ số đó là 81A76 mà chia cho 36. Tìm giá trị của A. Thế thì phải hiểu một điều rằng là để một số chia 36 thì số đó phải chia cho 4 và 9. Ok chưa? Đấy. Vậy thì số chia cho 4 thì 2, cái này ok rồi đúng không? 76 trên 4. Bây giờ tổng số chia cho 9 nữa thôi là được, đúng không? Mà tổng số chia cho 9 ở đây là A cộng bao nhiêu? A cộng với 13, 14, 22 đúng không? A cộng với 22 mà chia cho 9 thì chia cho 9 đúng không? Thì suy ra A bằng 5.
Ok chưa? Vậy A bằng 5. Đấy. Để ý rằng bởi vì 7, 6 này thì đã chết thứ 4 rồi nên mình không cần xét nữa, đúng không? Bởi vì dấu hiệu thứ 4 là gì? Hai chữ số tận cùng chia cho 4 thì số đó chia cho 4. Mình đã có 7, 6 rồi. Ok chưa? Rồi, đấy là câu 21 nhé. Nó còn làm vào đi nào. Ok, thầy chuyển sang câu số 22 nhé. Câu 22 này. Xóa đi nào. Câu 22. Nào, câu 2 tìm chữ số tận cùng. Nào, chúng ta có được 100 thừa số 3, 100 thừa số 7. Và bây giờ tìm thấy đây là nhóm 1 đúng không? Được, làm tương tự giống như lúc nãy. Thì đây là nhóm 2. Chúng ta thấy có nhóm 1. Quy luật nhóm 1 là gì? 3 viết lại đúng không? 33 là 9, 93 hay 7, 73 hay 1. Đấy, đây sẽ là quy luật. Rồi 13 là 3, 3 là 9, 93 hay 7, 3 hay 1, đúng không? Mình có là 100. Mình chia cho 4 thì bằng 25 không dư nhá. R0. Khi mà không dư ấy thì chữ số tận cùng của nó sẽ bằng số cuối cùng của nhóm. Đó là 1. Được chưa? Rồi, bây giờ mình xét ở nhóm 2. Quy luật nhóm 2 là gì? 7 được viết lại. Đúng không? Nó bởi vì nó luôn luôn là cái lấy thành chữ số đầu tiên này, được chưa? Đầu tiên nhá, 3 đây thế này. Đấy này. Là do 3 viết lại luôn. Còn 7 đây là lấy 7 này lại, hiểu không? Rồi, 7. 7 7 4 9. 9 7 6 3. 3 7 21. Đấy. Nó lại lặp lại 1 7 là 7. Cứ 9 à 7 9 3 1 nhá, 7 9 3 1. 100 thừa số và chia cho 4 cũng bằng 25 R0. Được chưa? 25 R0 thì mình suy ra tức là không dư ấy. Chữ số tận cùng nó vẫn là 1. Đây, số 1 này. Đấy. Thế từ đây thì mình sẽ suy ra được là gì? Cái đích A này nó sẽ có cái chữ số tận cùng đó là 1 mà nhân với chữ số tận cùng là 1 thì sẽ bằng là 1. Được chưa? Cái này là 1 này. Rồi. Đấy. Đáp án của mình đây là 1 nhá. Rồi, ok. Hãy nhớ rằng lưu ý đây cái này là để biểu diễn là ở phía đằng trước nó có nhiều chữ số khác nhau nữa nhá, nhiều số nữa đấy, thầy không quan tâm, chỉ quan tâm đến chữ số tận cùng thôi, nhớ chưa? Đấy, rồi, ok, đấy là câu 22. Nhìn thấy câu 22 ok chưa? Rồi, bây giờ nhìn tiếp cho thầy câu 23 đi, thầy xóa nha. Nào, câu 23 này. Câu 23 thì họ nói là gì đây? Hiệu của A và B là từ này. Hiệu nhá. A gấp 7 lần B. Ôi bài này là bài hiệu tỷ đúng không? Đúng chưa? Thế thì mình tìm luôn giá trị của B. Hiệu tỷ thì dễ rồi nhỉ. Được học từ lớp 4 rồi. Nào, B luôn nào. B sẽ bằng là lấy hiệu là 144 chia cho hiệu số phần A gấp 7 lần B, vậy hiệu sẽ là 6 phần đúng không? Hay có nghĩa là mình chia cho 7 trừ đi 1, bởi vì A là 6 phần còn B là 1 phần. Được chưa? Sau đó mình nhân với số phần của B là 1. Tức là 144 mình chia cho 6 thì bằng là 24. Đấy, đáp án là 24. Câu này quá là easy nhỉ. Nhớ nha. Một à, chỗ này 144 này, cái này không bằng này. 144 này là hiệu này, hiệu số phần bằng nhau là 6 nha. Nó chính là 7 trừ cho 1 bằng 6, và hiệu nó ứng với là 144.
hai nghĩa là 1 thêm 4 ứng là 6 phần, rồi suy ra 1 phần sẽ là lấy 1 thêm 4 chia ra 6 rồi nhân với số phần của B, B 1 phần nhân 1 bằng 24 nhá. Ok, tiếp tục này, thầy xóa để sang câu 24 nhá. Nào câu 24 này, câu 24 thì phải để ý chỗ này, nhiều bạn sẽ bị dịch nhầm đề đấy. Tổng của A và B là 168. A lớn hơn B bằng 10 lần B. Như vậy có nghĩa là B là một phần, còn A ấy sẽ làm bao nhiêu phần? Lớn hơn 10 phần của B, vậy A phải là 11 phần nhá. Được nhá? Chứ không phải A gấp 10 lần B nhá. Được chưa nào? Nếu mà dịch A gấp 10 lần B là sai. Đây là A phải lớn hơn B gấp 10 lần của B. Đấy. Vậy thì tổng sẽ là 12 phần đúng không? Đây này, vẽ sơ đồ nhé. Nhìn này. B là 1 phần này. Hiểu không? Đó, A là 12 phần. Là phải vẽ khoảng tầm này đi, xong tí nữa thầy chỉnh tiếp cho cái kia, bởi vì cho nó không có ô ly. Đây là đây 3. Ok đủ đấy. Ok đẹp rồi. Đấy, để chia đôi đôi ra, đúng không? Rồi tương đối thôi nhá. Đấy, hiểu chưa? À, đến đây là bao nhiêu nhỉ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ô, cái này dư à? Rồi, đến đây thôi nhỉ? A là 11 phần thôi nhá. Vậy thì thấy rằng là ở đây này, A là 11 phần nhá. 11 phần nhá, thấy chưa? Đấy, từ đây là 11 phần. Vậy tổng đây là bao nhiêu? 168 này. 168 này ứng với là 12 phần không? Vậy thì muốn tìm A, A là 11 phần. Vậy bây giờ mình suy ra A dễ dàng rồi đúng không? Suy ra A sẽ bằng 168 chia cho tổng số phần là 1 cộng với 11. Tức là chia cho 12 và được bao nhiêu nhân với 11. Được chưa? Đấy. Thì chúng ta được là kết quả là bằng 154. Được chưa? Ok, finish. Vẽ các con vẽ sơ đồ nhá. Đây là B này. Đây. Thì thiếu này. Đây là B nhá. Đây là A. A là 11 phần, còn B là 1 phần. Rồi, đây là dạng toán gì? Tổng tỷ, đúng không? Tổng tỷ nhá. Bài lúc nãy là hiệu tỷ, đây là bài toán đồng tỷ được học ở lớp 4 rồi. Rồi thầy xóa này. Câu số 25, câu cuối cùng là ấm là câu 25. Nói gì đây? Hỏi cái số nhỏ nhất hả? Có 3 chữ số. Số nhỏ nhất có 3 số chia cho cả 6 và 8. Thế thì rất là 6 và 8 nhỉ. Rất là easy rồi nhỉ. Số mà chia cho 6 thì chúng ta có số nhỏ nhất có 3 số chia cho 6 là bao nhiêu? 104 đúng không? À thôi. Chia cho cả 3 và chúng ta có là số nhỏ nhất có 3 chữ số chia cho 6 ấy là bao nhiêu? 96 cộng với 6 là 102 nhỉ. Rồi. 102, 102 nha. Nhỉ. Cộng với 6 là 108. Cộng với 6 là 114. Rồi 120. 126, đúng rồi.
Đấy. Bây giờ số chia cho 8, số nhỏ nhất có 3 số chia cho 8 là 104. Tiếp theo là 112 và là 120. 128. Đấy. Thế thì từ đây mình thấy rằng là trong hai cái này, trong cái số này chia cho 6 chia cho 8 thì 120 đúng không? 120 này nó trùng nhau này. Đấy thì 120 chính là kết quả, thấy chưa? Nên đáp án ở đây là 120. Thấy chưa? Đây là tìm số nhỏ nhất nha. Thấy chưa? Rồi, ok. Đấy là chúng ta đã cùng nhau xong cái phiếu bài tập về nhà, phần bài tập về nhà từ câu 15 đến câu 25 nhé. Các con có thể là xem lại kỹ, sau đó thì làm vào vở hoặc làm phiếu với thầy nhé. Rồi nếu như mà chỗ nào chưa hiểu, con có thể là hỏi luôn ở trong nhóm chuyên sâu nhé. Rồi, ok con. Và bạn nào mà được xem video này may mắn thì thả tim hoặc là bình luận hay hay rất hay nhỉ, để chúng ta cùng nhau lan tỏa những giá trị cho nhiều người khác nhé. Rồi, cảm ơn anh chị, cảm ơn các con đã tham gia trọn vẹn cái video này. Hẹn lại anh chị và con vào buổi học tiếp theo nhé.